Đà Lạt xin chào. Hôm nay Vũ ghé ra khu Hòa Bình đi một vòng xong dẫn mọi người đi ăn chè hé nha. Mọi người có biết quán chè hé ở đây không ta? Quán này là nổi tiếng ở Đà Lạt luôn á. Cái tên chè hé cũng rất là thú vị. Vì cửa ở đây chỉ mở hé hé thôi cả nhà. Đó mọi người thấy không? Không bao giờ mở toang hết mà mở chỉ có một đoạn ở giữa thôi. Ngày trước còn mở ít hơn á, bây giờ thì mở to hơn một chút rồi. Con chè gì? Con chè đậu không anh? Bắp để cho nước mà. Còn bắp với chua nước à? Cô rồi. Thôi xui quá không có rồi mọi người. Bây giờ đi xuống dưới này nha. Dưới đây còn một quán chè nữa, tên là quán chè Như Ý. Xuống dưới đây thử có không nha. Vỡ bằng dầu đây nè, vỡ bằng dơi vào đây. Vỡ phi. Bây giờ chờ đi. Trời, xe nhiều quá, kẹt đường rồi cả nhà ơi, kẹt đường, phía sau cũng đang kẹt đường rồi. Lẩu gà lá é, ố ở đây có lẩu gà lá é. Bị kẹt đường rồi nên bây giờ Vũ đi bộ xuống dưới này để ăn chè. Chè hé hết rồi mọi người ơi. Chè hé hết rồi. Đi bộ xuống đây. Không biết dưới này mà dưới này hết nữa rồi thôi, su cà nha luôn á cả nhà. Giờ xuống dưới đây coi thử có chè hé không nha. Ở dưới này thì còn một cái chè nữa. Đi ăn chè mà cực khổ ghê. Ở dưới này nè cả nhà, có cái quán cà phê bữa mình review nè. Bên tay phải nè, dễ thương không? Quán cà phê này đóng cửa rồi. Rồi xong đi, cái chè cây cũng hết rồi quá mọi người ơi. Tại giờ 10 giờ hơn rồi, chè Như Ý vẫn còn cả nhà ơi, chè Như Ý vẫn còn. Ôi trời ơi. Mexican Grill. Đây. Vô để vô hỏi thôi còn gì không nha. Chắc hết luôn rồi quá à. Hết luôn rồi. Còn chè gì không? Còn chè gì không chị? Hết rồi hả? Chè gì? Còn chè gì vậy?
chè môn, chè bưởi, chè bắp, chè trắng, chè thơm. Rồi, ok, ok, được. Cho em chè này, chè gì, chè này? Chè thơm. Chè thơm. Dạ, em ăn đi. Thôi, em đem về đi. Dạ, dạ đợi bạn em. Cho em một gói chè đó trước đã. Gói thơm. Dạ, còn bên kia là chè. Dạ, ly. Dạ, không. Rồi cho em cái chè đậu cái luôn đi. Dạ, một ly đậu trắng. Dạ, giờ tí bạn em nó đang qua không biết ăn gì nữa. Còn chè chuối nước nữa. Thân bưởi môn. Cho em chè môn nữa đi. Ăn cái gì đây đi? Không, bây giờ mang về đi, bây giờ ăn cái gì? Ở đây có chè gì? Còn chè gì? Bưởi thân đen. Bưởi thân đen. À, bưởi thân đen môn. Chè một môn. Anh kêu của anh rồi. Em ăn mu. Rồi thêm ly môn nữa hả? Dạ đúng rồi, một ly môn của bạn này. Tên ăn cái gì ta? Tên ăn gì em? Tên ăn gì? Ăn chè gì? Rồi ăn gì cũng được, cho nó chè. Chè chua nước. Thôi chua nước sao nó ăn, cho nó chè này đi. Rồi chè này đi, cho dễ ăn. Chè bưởi. Dạ. Bưởi. Cái con là một chè chuối. Không con chuối là con ơi. Con chuối nước. Con chuối à? Con lây chuối nước. Cho nó cả chuối nước đi. Rồi bỏ cho bịch lại trong ly luôn hả? Dạ bịch cũng được, bịch đi. Bịch cũng được. Dạ để bịch cũng được. Bịch cũng được hả? 55 đến 12 nữa. 67. Ok. Cầm giùm anh. 60. 67 đúng không? Đây cho em gửi. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi em cảm ơn chị. Rồi tối rồi. Đây bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên kia. Mình kiếm mấy chỗ mình ngồi ấy, mình lên trên kia. Vui lắm mọi người, bây giờ ngồi đây. Ngồi đây để ăn nè, cả nhà ngồi ngay giữa đường luôn, ngồi ngay giữa đường ta. Sao mình không lên trên kia, mình đang lên trên phố luôn đây. Cho đi ngồi tí đi, đi đông chân quá à. Là làng mấy nay đông không anh, cũng đông lắm mọi người. Ông chân lớn tuổi thì bắt đầu là xe lặp lại. 19 tuổi là quá. Xong rồi đi về thôi. Hẹn mọi người ngày mai nha.